Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Tổng thống Obama công bố một loạt những biện pháp ứng phó trước sự kiện ở thành phố Ferguson, bang Missouri, nơi một đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da đen không vũ trang Michael Brown. Ông Obama yêu cầu Quốc hội chi 263 triệu đô la ngân quỹ để trang bị máy ghi hình đeo thân và tăng cường huấn luyện cho cảnh sát. Ông cũng lập ra một ban nghiên cứu những phương cách nhằm cải thiện hoạt động cảnh sát hiện đại. Các cuộc biểu tình đòi công lý cho Michael Brown tiếp tục khắp cả nước. Người dân ở New York tổ chức một cuộc đình công, kêu gọi mọi người ngừng làm việc và đi học trong một ngày để biểu tình. Tại Washington, người biểu tình làm gián đoạn giao thông vào giờ cao điểm. Mưa lớn trong khu vực thành phố Los Angeles gây ra lở đất, khiến nhà chức trách phải đóng cửa 6 dặm trên đường cao tốc nội Thái Bình Dương bị đình trệ. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có nhiều mưa từ sau. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.